Hôm nay là Valentine rồi đấy, cái ngày mà bản chất con gái sẽ tặng con trai những món quà rất ý nghĩa và lãng mạn. Và chúng mình có thể cảm nhận được rõ không khí ngọt ngào ở khắp mọi nơi. Và các bạn đã chuẩn bị quà cho ai đó chưa? Còn Wayzware thì chuẩn bị gửi đến các bạn một món quà nhân ngày lễ tình nhân đây. Một món quà ngọt ngào hơn cả sô-cô-la nữa. Đó là câu chuyện về những OTP real thật real trong anime. Dành cho bạn nào chưa biết OTP là gì, thì OTP viết tắt của từ One True Pairing kể về mối tình hư cấu của các nhân vật do fan tạo ra. Hãy xem liệu rằng couple mà bạn đẩy thuyền có trong list này hay không nhé. Lưu ý nho nhỏ là thứ tự mà chúng mình sắp xếp chỉ là thứ tự random thôi nhé. Vì OTP nào cũng real như nhau mà đúng không nào? Còn bây giờ chúng ta cũng bắt đầu thôi nào. Let's go. Con thuyền đầu tiên mà chúng mình muốn giới thiệu chính là một con thuyền cũng khá là lâu năm trong bộ anime huyền thoại Naruto. Đó chính là bộ đôi Sasuke và Nano. Sasuke là người con thứ hai và cũng là con út của Mikoto và Fugaku Uchiha. Sau khi cả gia tộc bị giết hại bởi người anh trai của mình, báo thù cho dòng tộc và tự tay giết chết Itachi, thì Itachi chính là mục đích sống duy nhất của Sasuke. Khi còn là học viện tại Học viện Shinobi Làng Lá, thì Sasuke luôn là người nổi bật nhất lớp, liên tiếp dẫn đầu cho các khoa học và có kỹ năng tiến bộ vượt bậc qua từng cuộc chiến. Còn về Naruto, cậu là nhân vật chính của bộ manga và anime huyền thoại. Cậu là ninja xuất thân từ Làng Lá và cũng là hậu duệ của gia tộc Uzumaki. Ngay từ khi chào đời thì định mệnh của Naruto đã trở thành Jinchuriki của cửu vĩ. Điều này luôn khiến cậu bị người dân trong làng hắt hồi. Từ khi trở thành thành viên của nhóm Kakashi thì Naruto luôn chăm chỉ và cố gắng phấn đấu vì ước mơ trở thành Hokage, vị trí ninja tối cao đứng đầu Làng Lá, mang trọng trách bảo vệ cả làng. Cả hai quyết định làm bạn với nhau vì họ đều là những đứa trẻ không có gia đình. Thế nhưng tính cách của họ lại vô cùng đặc biệt khi trong lòng Sasuke luôn tràn ngập hận thù. Còn Naruto thì lại luôn lạc quan dẫu mất đi cha mẹ và bị dân làng ghét bỏ. Họ vừa là bạn, vừa là kỳ phùng địch thủ của nhau. Không biết giữa họ đã xảy ra biết bao nhiêu cuộc cãi vã lớn nhỏ, những lần cạnh tranh và cả những cuộc chiến vì lý tưởng của mình. Thế nhưng họ cũng có những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ, chẳng hạn là khi Sasuke lao lên trước và dùng cả cơ thể mình chắn cho Naruto, hay những lúc Naruto băn khoăn tự hỏi về Sasuke, không biết cậu đang ở đâu, đang làm gì. Và điều đặc biệt nhất là khi cả hai vô tình cướp mất nụ hôn đầu của nhau, cho đến cuối cùng thì họ vẫn dành cho nhau một vị trí đặc biệt trong tim. Và chính mối quan hệ phức tạp đan xen giữa yêu và ghét mà con thuyền Sasuke và Naruto luôn được chèo lái rất nhiệt tình cho đến tận ngày hôm nay. Đã có Naruto thì chúng ta không thể không nhắc đến Jujutsu Kaisen, và một trong những couple được con dân đẩy thuyền nhiệt tình nhất chính là Sukuna và Megumi. Sukuna được giới thiệu là vua của những lời nguyền, sức mạnh của Sukuna được nhận xét là chỉ xếp sau Satoru Gojo. Tuy các chú thuật đã dốc hết sức nhưng vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt được Sukuna mà chỉ có thể phong ấn hắn. Yuji Itadori xuất hiện như một vật chứa cho vua của những lời nguyền. Một chút spoil thì theo như tập mới nhất từ manga thì Sukuna đã không còn ở trong cơ thể của Yuji mà đã tìm được một vật chứa khác cho mình. Còn về Megumi thì cậu hiện đang theo học tại Học viện Cao đẳng Chú thuật Tokyo. Hơn thế nữa thì Megumi còn là hậu duệ của gia tộc Zenin, một trong những tam đại gia tộc trong giới thuật sư. Megumi sở hữu khả năng tư duy chiến đấu vô cùng nhạy bén và có thể sử dụng thành thạo nhiều loại thuật thức giúp cậu có nhiều sức mạnh và khả năng đặc biệt. Vậy thì OTP này có gì mà real đến vậy? Một trong những yếu tố khiến người xem thích thú với couple này chính là việc vua của những lời nguyền Sukuna luôn thể hiện sự hứng thú của mình đối với Megumi từ những lần gặp đầu tiên. Hứng thú của Sukuna dành cho Megumi đã được khơi dậy trong arc Curse Worm, trong 3 năm đầu tiên phải đối mặt với một con quỷ cấp đặc biệt. Kể từ đó, Sukuna đã bị thu hút bởi kỹ thuật 10 bóng tối đến từ Megumi và luôn mong muốn Megumi hoàn thiện kỹ thuật của mình và lấy lại cơ thể cho Sukuna do thất bại trong việc vượt qua Itadori. Với sự quan tâm đặc biệt này thì anh đã tận tay trao trái tim của mình cho Megumi, hay thậm chí là trong trận chiến tại Shibuya, Sukuna sẵn sàng giết chết tất cả mọi người trừ Megumi. Ái chà chà, nhìn ra lăng kính của tình yêu thì chẳng khác nào Sukuna đang thừa nhận rằng anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em thôi, gửi đến Megumi. Quá là ngọt ngào phải không nào? Chúng mình đã có một video trước đó để phân tích couple này, các bạn có thể xem lại để tìm hiểu thêm về chiếc OTP này nhé. Trong vô số những con thuyền ngoài kia sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến thuyền Eren và Mikasa, một con thuyền khiến nhiều người xem cảm thấy tiếc nuối. Eren, một thành viên trinh sát binh đoàn và là nhân vật chính của series anime Attack on Titan. Sau khi chứng kiến cảnh mẹ mình bị sát hại bởi một Titan, Eren trở nên hận thù mãnh liệt đối với Titans và anh thề sẽ quét tất cả bọn chúng khỏi mặt đất. Mikasa là bạn thời thơ ấu với Eren. Sau khi cha mẹ ruột của cô bị bọn buôn người sát hại thì Mikasa đã được Eren và cha cứu sống và sau đó sống chung với gia đình của cậu cho đến khi bức tường Maria sụp đổ. Sau đó, cô theo Eren gia nhập quân đội và gia nhập trinh sát binh đoàn.
Bắt đầu thì tình cảm của cả hai chỉ là tình anh em, tương trợ và sát cánh cùng nhau qua những thời khắc khó khăn. Eren chính là người đã vực dậy Mikasa khỏi tuyệt vọng khi cha mẹ của cô bị sát hại, trở thành người thân của cô. Dẫu muốn một cuộc sống yên bình, thế nhưng Mikasa vẫn lựa chọn tham gia huấn luyện và chiến đấu để có thể bảo vệ Eren. Đối với sự bảo vệ của Mikasa thì đôi lúc Eren cảm thấy khó chịu bởi vì anh cũng muốn trở thành người có thể bảo vệ Mikasa. Ngày qua ngày thì tình cảm của họ bắt đầu lớn lên, Mikasa đã thừa nhận rằng cô coi anh như gia đình, điều quan trọng nhất đối với cô. Về phía mình, Eren cũng thổ lộ với Armin rằng anh luôn yêu Mikasa, thế nhưng dẫu dành tình cảm rất nhiều cho nhau, giữa họ không thể có một cái kết trọn vẹn. Tuy vậy, rất lâu sau này, Mikasa vẫn quàng cổ chiếc khăn mà Eren tặng cô ngày xưa, ngầm thể hiện vị trí của anh trong lòng cô. Bởi vì những trắc trở mà cả hai đã trải qua, cũng như một cái kết buồn cho câu chuyện của hai người, thì couple Eren và Mikasa vẫn luôn để lại một tiếc nuối khó quên trong lòng độc giả. Nếu bạn là fan của Haikyuu thì chắc chắn chiếc thuyền tiếp theo sẽ không còn xa lạ, đó là Bokuto và Akashi. Bokuto là đội trưởng đội bóng chuyền thuộc học viện Fukudorani. Từ khi còn ở học viện thì Bokuto là tay đập chủ lực trong đội bóng và sau này khi theo đuổi sự nghiệp bóng chuyền chuyên nghiệp thì anh cũng là một trong những cầu thủ hàng top toàn quốc. Chơi cùng đội với Bokuto, Akashi là một chuyền hai ổn định và cân bằng. Với tính cách bình tĩnh và điềm đạm thì Akashi có thể dễ dàng trung hòa được cá tính có phần nóng nảy của Bokuto. Là đàn anh và đàn em trong cùng một đội bóng, kể từ khi còn ở trung học, cả hai luôn ăn ý với nhau. Ở đâu có Bokuto thì Akashi đều ở bên cạnh. Akashi là người có thể thấu hiểu cho tính cách có phần tăng động của Bokuto và tuy là đàn em nhưng Akashi không hề ngần ngại góp ý thẳng thắn cho đàn anh và luôn quan tâm đến cảm xúc của đàn anh. Hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng nếu để ý những khoảnh khắc cậu thể hiện cảm xúc đều là những khoảnh khắc có mặt của Bokuto. Đó là lúc cậu sung sướng vì có được chiến thắng, hay vừa khóc vừa được Bokuto an ủi sau khi thua trận, là người giúp Akashi nhận ra thế nào là hết mình. Còn Bokuto thì sao? Là một người thẳng thắn thì Bokuto không ngại ngần nói lên cảm xúc của mình. Chính cá tính nghĩ gì nói đấy này đã không ít lần tiếp thêm sức lực cho Akashi. Và dù sau này, khi cả hai không còn là đồng đội, thì Akashi đã chọn lựa một con đường khác, cả hai vẫn luôn ủng hộ và hướng về nhau. Quả nhiên, đường chuyền của Akashi là tuyệt nhất đấy nhỉ. Câu nói của Bokuto như một lời khẳng định, anh luôn nhớ Akashi và đường chuyền của cậu. Những đường chuyền đã mở lối cho chàng cú của chúng ta bay lên và tỏa sáng. Ngoài ra, các fan còn soi được rất nhiều chi tiết thể hiện tình anh em giữa cả hai trong anime và manga, khiến cặp đôi này càng trở nên real hơn. Nếu cặp đôi Toya và Yukito đã vô cùng quen thuộc trong bộ anime tuổi thơ Thủ lĩnh thẻ bài Sakura, vậy thì hãy chốt sổ video hôm nay bằng một chiếc thuyền cũng dễ thương không kém, đó là Sakura và Tomoyo. Là nhân vật chính của bộ phim hoạt hình tuổi thơ Thủ lĩnh thẻ bài Sakura. Sakura là một cô bé vô cùng năng động và tốt bụng, còn Tomoyo là tiểu thư của một gia đình giàu có. Cô chính là người bạn thân thiết của Sakura. Cả hai gặp gỡ lần đầu tiên vào năm lớp 3 khi dùng chung cục tẩy với nhau. Kể từ đó giữa cả hai bắt đầu những cảm xúc tốt đẹp. Tomoyo thì luôn quan tâm đến Sakura, thích thú khi nhìn bạn mình trong những bộ trang phục xinh đẹp do chính mình thiết kế. Những cử chỉ quan tâm Tomoyo dành cho Sakura hay trong chuyện khi Tomoyo đã từng tự nhủ. Nhưng ý của Sakura lại khác khi cậu ấy nói cậu ấy thích mình. Sau khi Sakura bảo với cô bé rằng tớ cũng thích cậu, lại càng khiến couple nhi đồng này trở nên real hơn bao giờ hết. Tin vui cho những ai đang chèo chiếc thuyền này thì Clamp, nhà sản xuất bộ phim đã xác nhận mối tình đơn phương của Tomoyo dành cho người bạn thân Sakura của mình. Thế nên biết đâu được OTP này sẽ càng canon hơn trong tương lai thì sao? Và vừa rồi là một vài OTP real hơn cả bún riêu trong làng anime. Trong số đó có OTP của các bạn không nhỉ? Nhân dịp ngày Valentine thì Wayway xin chúc tất cả các bạn có một mối tình ngọt ngào như OTP của mình. Đặc biệt là chúc thuyền mà các bạn đang chèo sẽ mãi mãi real và mãi mãi đẹp, sớm sẽ được công bố canon trên các anime nhé. Đừng quên subscribe để xem thêm những video thú vị trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Wayway out.